Thế đơn vị cao xạ pháo mà tỉnh mới thành lập, anh em chiến đấu có tốt không? Anh em rất dũng cảm và hạ quyết tâm trong tháng này phải hạ được máy bay của Mỹ. Ông được thường vụ giao cho phụ trách mảng quân sự, nên đi sâu đi sát anh em, có gì báo cáo để còn kịp thời giải quyết. Vâng. Còn gì nữa không? Báo cáo hết ạ. Ừ, nếu không tôi với ông Quốc tiếp tục làm việc. Dạ vâng, xin phép hai anh. Ừ. Anh hẹn em 7 giờ đi đạo thắng. Mà bây giờ mấy giờ rồi? Chú Đô có đồng hồ không? Em chào chị ạ. Cái cô này phê bình khéo quá nhỉ. Xe hỏng dọc đường cho nên không đến đón chị sớm được. Cái xe nó không biết cãi, đừng đổ lỗi cho nó mà tội nghiệp. Có đi thì nhảy lên xe, đứng đó mà con cả con kê, chưa lúc nào không hay đấy. Anh chờ em vào lấy cái nón với cái túi xách đã nhé. Cái Thanh không đi à? Anh Thanh và anh Hảo huyện đội trưởng xuống đạo thắng và liên minh từ hôm qua để chỉ đạo việc làm trận địa phòng không của dân quân ạ. Triển khai nghị quyết của cấp trên nhanh quá nhỉ? Lâu lắm mới thấy bí thư khen Tam Bình một câu, thấy mát lòng mát dạ. Lời khen không phải là của bố thí. Cái gì đáng khen thì khen, cái gì không đáng khen thì đừng cố khen mà làm hỏng người ta. Tình hình gặt vụ mùa của các hợp tác xã đến đâu rồi? Một số hợp tác xã gặt những thửa cấy sớm, chắc là còn phải một tuần nữa thì mới gặt rộ anh ạ. Năng suất liệu đạt bao nhiêu tấn một hecta? Chán lắm. Những cái hợp tác xã như Liên Minh hoặc Xuân Hợp ấy thì chắc là cũng được khoảng 2 tấn đến 2 tấn 2. Chứ còn lại chắc chỉ được 1 tấn rưỡi đến tấn 8 thôi. Kết quả ấy đã nhìn thấy từ khi cắm cây mạ xuống rồi. Làm thế nào thì trời cho thế, chả trách ai được. À, cô xuống ra đạo lâu chưa? Em xuống cách đây khoảng 2 tuần. Bà quê có khỏe không cô? Khỏe anh ạ, cứ nhìn thấy em là hỏi anh. Cứ bảo sao lâu nay anh không về. Mẹ chồng nàng dâu vẫn ổn thỏa chứ? Êm ấm rồi. Bây giờ vợ chồng anh Tế giao cho bà quê chăm lo ruộng phần trăm, nên bà ấy phấn khởi lắm. Bà ấy luôn miệng bảo cứ giao ruộng cho xã viên làm, như ruộng phần trăm ấy thì chẳng có lo đói đâu. Tôi đang chờ ông Côn ở khu 4 về, giao cho ông ấy cùng với cô xuống ra đạo để vực hợp tác xã ra đạo dậy. Khó lắm đấy, vì đây là hợp tác xã yếu kém của tỉnh ta. Nhưng khó mấy cũng phải làm để còn rút kinh nghiệm, tiến hành củng cố các hợp tác xã khác nữa. Hôm trước xuống đạo thắng, em cũng đã bàn qua với đảng ủy xã ở đó. Xã đạo thắng có 7 thôn, khi còn là hợp tác xã cấp thấp, mỗi thôn là một hợp tác. Lúc đưa lên hợp tác xã quy mô, gộp cả hai xã Gia Đạo và Nhân Đạo thành một. Gia Đạo có 3 thôn với 228 hộ, trên 1.200 nhân khẩu, đất canh tác trên 329 hecta. Nhớ giỏi nhỉ. Em để tâm đến hợp tác xã này nhiều nên mới nhớ được thế. 329 hecta ruộng, tính bình quân mỗi hộ được bao nhiêu? Tay đồ tính thử xem. Bình quân mỗi hộ được 1 hecta 300 anh ạ. Như thế là mỗi hộ gần một mẫu tư đất. Canh tác mà nghèo thì không thể nào tin được. Nếu giao cho tớ người lấy đất ấy, đảm bảo là tớ giàu không kém gì địa chủ ngày xưa. Anh có mướn người làm thuê không cho em xin một chân? Nói thật với các cậu nhé, địa chủ ngày xưa tính toán làm ăn rồi quản lý lao động giỏi hơn chúng ta nhiều lắm. Người làm thuê trong nhà không kém gì một đội sản xuất bây giờ. Nhưng người nào việc nấy, mà ruộng đất đâu có phải là ít. Tay địa chủ đình nơi tớ làm tá điền ấy, có nhiều ruộng vô kể. Ở Phước Vĩnh có 6 huyện thì 3 huyện là có ruộng đất của hắn. Ở Linh Sơn có cả một đồn điền rộng hàng trăm hecta, chẳng có ban quản trị
hay đội trường sản xuất, cũng chẳng có kẻ đi làm hay là kẻ nghỉ mà công việc cứ chạy thun thút. Các cậu thử giải thích cho tớ xem, vì sao nông dân làm cho địa chủ thì lại làm đến nơi đến chốn, mà làm cho mình làm dối trá lười biếng? Theo em đơn giản, bẩn cô nông sống bám vào địa chủ như ký sinh trùng. Nếu mà lười sẽ bị đuổi, sẽ chết đói. Nên chẳng ai dám lười. Xã viên có ngồi chơi ngoài đồng thì vẫn được tính công, tính điểm, chả ai dạy gì mà chăm cả. Cái đó chỉ đúng một phần thôi. Cái chủ yếu là phân công, tổ chức lao động hợp lý, quản lý lao động chặt chẽ, thưởng phạt phải phân minh. Đây nhá, tớ chỉ nói một việc nhỏ này thôi, mà chắc gì các hợp tác xã chúng ta làm nổi. Đó là bữa ăn phụ giữa buổi làm, chẳng có cao lương mỹ vị gì cả, chỉ có một rổ khoai lang luộc hoặc sắn và một gánh chè xanh thật đậm. Giữa buổi làm đang mệt và đói, chân tay thì rã rời, tự nhiên lại được nghỉ vài chục phút, được lên bờ ăn khoai, ăn sắn, uống bát nước chè xanh đậm, còn gì bằng. Cơn đói, cơn mệt tiêu tan, nửa buổi làm đồng sau có năng suất chẳng kém gì ban đầu. Những người đến xin làm công nhật thì trả tiền ngay hoặc bằng gạo luôn trong ngày. Mấy chục người làm mà chỉ có một anh quản lý thôi, phân công chặt chẽ, chẳng có ban bệ gì hết, cũng chẳng có họp hành ăn uống liên hoan gì cả. Mình về thẳng thôn gia đạo hay lên ủy ban xã đạo thắng đi bí thư? Về ủy ban xã. Em chào bí thư ạ. Dạ, em chào chị Chi và hai anh ạ. Chào các anh chị ạ. Vâng, chào cô hai chị bí thư. Một người chào là bí thư, một người chào là chị. Chào các anh chị. Dạ, em với chị Chi đây là chị em kết nghĩa từ lâu rồi ạ. Thế thì tôi cũng muốn làm anh em kết nghĩa để mỗi khi xuống đây công tác khỏi phải nghe hai tiếng bí thư. Dạ, mệt lắm. Em sẵn sàng làm em kết nghĩa của bí thư ạ. Lại bí thư rồi, đúng là bí thật nhá. Dạ, mời các anh chị vào ạ. Mời anh ạ. Chào anh. Chủ tịch đi vắng à? Dạ, anh Noãn cùng anh Hảo, huyện đội trưởng, đang ra đắp trận địa phòng không của không quân rồi ạ. À, khẩu đội phòng không 12-7 phải không? Tổ chức khi nào vậy? Dạ, cũng được 5 hôm nay rồi ạ. 2 hôm nay đang cho đắp ụ súng ạ. Khẩu đội có bao nhiêu người? Dạ. Báo cáo bí thư, 10 ạ. Hầu hết là nữ, lấy ở dưới thôn lên. Xong việc, tớ với cô Chi sẽ ra thăm anh chị em một lát, rồi xem tình hình lúa má luôn thể. Có ai ra gọi ông Noãn về làm việc được không nhỉ? Để em đi cho ạ. Trận địa có ở xa đây không? Dạ, ở gần cánh đồng mỏ quạ, gần cầu Gia Liễn đây thôi ạ. Cậu đi đi. Xã Đạo Thắng đã gặt chưa cô Luận? Dạ, báo cáo bí thư. Đạo Thắng có tập quán cấy muộn hơn so với những nơi khác chừng nửa tháng, nên vài tuần nữa mới gặt được ạ. Tình hình lúa má ra sao? Năm nay cấy xong, gặp một đợt hạn kéo dài, lại thiếu nước và bị sâu bệnh, nên kém lắm ạ. Không biết năng suất bình quân có được 1,5 tấn trên 1 hectare hay không. Riêng hợp tác xã Gia Đạo thì dưới 1,5 tấn là cái chắc ạ. Cái đói đã nhìn thấy trước mắt. Vâng, em cũng lo lắm. À, bí thư vào trong này uống nước đã ạ. Chưa gì đã có việc ngay thế ạ. Cậu Hoành, cho tớ mượn cái điếu. Đây ạ. Chị đừng có nói gì hết. Anh ấy cứ đi lên quanh như thế, tí nữa vào sẽ có chuyện nói với các chị đấy. Chả hiểu anh ấy tuổi gì mà suốt đời cứ ôm cái nỗi nhọc nhằn vào thân thế không biết.
Anh sinh năm 1917. Đinh Thị, năm nay sang tuổi 50. Tôi làm thư ký riêng cho anh ấy, lắm lúc mệt không kịp thở. Có cảm giác anh ấy không bao giờ chịu để cho cái đầu anh ấy được yên. Đất Đạo Thắng, trồng sen vụ cây nào hợp nhất? Ngô, khoai lang, khoai tây? Dạ, ngô anh ạ. Có vài nhà trồng trên đất phần trăm của mình, em thấy tốt lắm ạ. Thế đã có người trồng ngô sen vụ rồi à? Vâng, hợp tác xã nào cũng có vài ba người trồng rồi ạ. Ta phải làm sen vụ để cứu đói thôi các ông các bà. Ở đây chỉ có bốn chúng em thôi, làm gì có ông bà nào đâu. Phải sen vụ thôi. Gặt đến đâu cho cày đến đó. Rồi chia đất cho nông dân. Để họ có muốn trồng khoai, trồng ngô gì thì mặc kệ họ. Thu được bao nhiêu cho họ tất. Không phải nộp cho ai cả. Chỉ có thế mới giải quyết được cái đói rát vụ đang sờ sờ trước mắt đấy. Từ đây đến khi có vụ lúa chiêm sang năm, còn những 6-7 tháng nữa. Đói, đói dã họng là cái chắc. Lấy đất của hợp tác, chia cho dân làm ăn riêng lẻ. Như vậy có vi phạm chủ trương của Đảng không ạ? Chấp hành chủ trương của Đảng, cách tốt nhất là làm bất cứ việc gì đem lại lợi ích cho dân. Hơn nữa, tạm thời giao đất cho dân, hay nói một cách khác là cho dân mượn đất của hợp tác để làm sen vụ, để cứu đói, chứ có chia đất cho dân đâu. Cứ như thế này, thì hậu phương ăn còn không đủ no, thì lấy đâu ra thóc gạo cung cấp cho tiền tuyến. Ngẫm ra, cha ông mình thật thâm thúy khi nói là làng nước, chứ không nói ngược lại là nước làng. Cha ông coi làng là cội nguồn của đất nước. Làng có bền vững thì nước mới vững bền. Không có làng thì chẳng bao giờ có nước. Dân tộc mình đôi ba lần mất nước, nhưng làng thì chưa bao giờ mất. Rồi nhờ con làng mới giành lại được nước. Hiện giờ, làng gắn liền với hợp tác. Hợp tác mà đói kém thì những người ra trận không yên lòng với hậu phương. Làm cho hợp tác xã no ấm là góp phần đánh thắng giặc Mỹ một cách thuyết phục nhất. Cô Chi và cô Luận là đại diện đảng bộ của huyện và xã, nên cùng với huyện ủy và đảng bộ xã cứ mạnh dạn chia đất cho dân làm vụ sen canh. Nếu hai cô sợ trách nhiệm thì tôi đứng ra chịu trận cho. Tôi chẳng lấy gì của dân cho vào túi thì tôi chẳng sợ gì cả. Làm gì cũng sợ thì sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì hết. Em đã khi nào nói với anh là em sợ đâu? Tôi nhớ có một lần tại nhà tôi, hình như cô lên họp triển khai công tác phòng không thì phải. Cô bảo có những cái phải mạnh dạn phá bỏ quy cách cũ để mở đường cho cái mới phát triển. Càng nghĩ, tôi thấy cô nó quá đúng. Phá bỏ thế độc canh, làm thêm vụ sen canh, biến đất hai vụ thành đất ba vụ. Cũng chính là phá bỏ tục lệ canh tác xưa để mở ra một hướng canh tác mới. Như thế, sao lại phải sợ sai nhỉ? Dạ, chào bí thư ạ. Dạ, chào bí thư ạ. Trận địa làm xong chưa? Dạ, chiều nay thì hoàn thành ạ. Dạ, lát nữa bí thư ra thăm và động viên các cháu ạ. Chúng tớ cũng định lát nữa ra thăm đấy. Thế các nữ xạ thủ đã đầy đủ cả chưa? Đủ cả. Bí thư gặp là mê luôn đấy ạ. Không ngờ con gái Đạo Thắng lại đẹp như thế ạ. 10 xạ thủ trông cứ như 10 nàng kiều ạ. Tay này bẻ mép ghê nhỉ. Thế lực lượng tham gia làm trận địa có đông không? Dạ, có đến 40 người đấy ạ. Hầu hết là đoàn viên thanh niên của các chi đoàn trong xã, tình nguyện lao động xã hội chủ nghĩa chứ không nhận ngày công của hợp tác ạ. Thế xã không cho các cháu được bữa cơm à? Dạ, đã có chủ trương rồi đấy ạ. Chủ trương gì? Định đợi cho các cháu sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trích quỹ của hợp tác xã ra cho các cháu liên hoan một bữa. Các cậu phải quan tâm đến lực lượng thanh niên. Không phải chỉ quan tâm đến miếng ăn, mà phải quan tâm đến việc giáo dục các cháu có ý thức với công việc xã hội. Phải ủng hộ những sáng kiến hay mà thanh niên đã nghĩ ra. Muốn thế, trước hết phải gạt bỏ tất cả những tư tưởng làm gì cũng sợ sai chủ trương lâu nay đang ngự trị trong đầu đây này. Chẳng may có sai thì sửa, chứ đừng ngồi bó tay nhìn. Hãy giữ được cái tâm trong sáng thì làm việc gì cũng thành công. Bí thư nói thế thì chúng em mới có chỗ dựa. Thực ra đôi khi cũng muốn làm một cái gì đó để thay đổi tình trạng hiện nay của các hợp tác xã, nhưng chỉ sợ cấp trên kiểm điểm. Thành ra không ai bảo ai
đều nghĩ cứ để yên là an toàn nhất. Tư tưởng cầu an đang trở thành căn bệnh mãn tính của đảng viên và cán bộ lâu nay. Trên bảo sao, dưới làm thế, vậy là yên tâm nhất. Nếu sai, đã có trên chịu. Thôi, uống nước đi, rồi ta bàn công việc. Thế được rồi, bây giờ về chuyển tre nứa ra dựng lán cho kịp. Đi nào. Nhanh lên rồi còn nghỉ nào. Đây, cầm cái này đi. Ây, cẩn thận. Mang hết phút sẻ về à? Đã cái gì đâu. Ai bảo đi làm không ăn? Thì vội ở xử ra. Vội. Mở mắt ra đã phải đi làm. Đánh ra. Thôi, đừng đùa nữa, hỏng xe cải tiến bây giờ. Hỏng xe này lấy xe khác lo gì. Anh Nam bảo các bạn dừng lại đi, đùa như vậy còn gì là xe nữa. Các cậu ấy là người của hợp tác xã nhân đạo, làm sao mình nói được. Mà có hỏng ý, thì hỏng của hợp tác xã nhân đạo, chứ có phải là của hợp tác xã mình đâu mà lo. Sao anh lại nói thế, xe của ai thì cũng là của công cả. Của công, nhưng là của hợp tác xã khác, nói ra lại gây mất đoàn kết giữa thanh niên hai xã. Em không ngờ anh lại nói như vậy. Thế cậu bảo tớ phải nói thế nào? Mà cậu ấy là bí thư chi đoàn, sao cậu không nói lại bảo tớ? Anh là đàn ông, nói thì họ sợ hơn, nhưng mà anh không nói thì để em. Này, các cậu, nếu cứ đùa như vừa rồi thì chẳng mấy chốc không có xe cải tiến để mà làm đâu. Phải biết giữ gìn của công chứ. Xe trong công hợp tác xã còn ối, hỏng chiếc này thì lấy chiếc khác, lo gì. Cậu ăn nói hay nhở. Ai mà cũng nghĩ như cậu thì cả một núi xe cũng chẳng có mà dùng. Người đâu mà vô ý thức. Ôi giời, cả cái xã là vô ý thức chứ riêng gì mình. Ăn nói thô lỗ, không biết xấu hổ à. Này, tôi không phải bên chi đoàn của bà đâu. Bà đừng có mà lên mặt. Cậu á, bà là đoàn viên chi đoàn tôi, thì tôi đã yêu cầu khai trừ cậu ra khỏi đoàn rồi. Cậu có ý thức bảo vệ của công như thế, sao không về bảo vệ châu bò của hợp tác xã Gia Đạo đi? Lại để người ta lùa châu xuống hố, rồi mổ ăn thịt với nhau. Hợp tác xã chúng tôi không khi nào làm cái chuyện bậy bạ ấy, cậu đừng có mà xuyên tạc. Này, cậu có chắc là hợp tác xã Gia Đạo của cậu không làm việc ấy không? Chắc. Thế thì cậu đi mà hỏi thằng quản ấy, nó đã kể hết với thằng nậu. Con ông là ở bên thôn tớ rồi. Thế nào, nuốt thịt trâu vào họng nên bị nghẹn, không nói được nữa đúng không? Thôi, các cậu đừng đôi co nữa là mất đoàn kết giữa hai chi đoàn. Chị Bích nói đúng đấy, bọn chúng tớ có khuyết điểm là không biết giữ gìn của công. Ăn nói như thế là không được, xin lỗi người ta đi. Xin lỗi người ta đi. Gớm, hôm nay tiến bộ nhờ, muốn ngồi lên chức bí thư chi đoàn à? Cậu ăn nói kiểu gì đấy? Thôi, các cậu ấy đi làm đi. Đi. Lên các cậu ơi, nhanh lên nào. Đáng vui. Vui gì? Thôi đi làm đi các cậu. Có chuyện gì thế? Chuyện ông Huyện về quê ấy. Xong đọc nó có sao đấy? Sợ gì mà không dám đọc, em không ngờ anh lại nhu nhược đến thế. Thấy người khác làm sai mà không dám nói, lại còn đùn đẩy cho con gái. Mình không muốn dây vào mấy cái thằng chày bừa ở bên nhân đạo. Đã không làm được gì lại gây mất đoàn kết anh em. Đoàn kết cái kiểu như anh á, thì về nhà mà ngồi đuổi gà cho mẹ. Hay, cái cô này, không nói được người ta lại quay về cáu với người khác là thế nào? Cáu với anh á, chỉ tổ phí lời.
Nóng tính thế. Thôi đi làm thôi. Đi làm đi. Làm đi các cậu ơi. Nhanh lên. Cầm cái rẻ đi. Nó cầm mấy cái cuốc đi kia nhá. Đi nhanh lên nào các cậu. Ui à. Nhân tố làm thay đổi diện mạo hợp tác xã đã xuất hiện ở hợp tác xã Hồng Vân, huyện Vĩnh Hòa, hợp tác xã Đằng Xá, huyện Linh Sơn. Có thể còn nhiều nơi nữa, nhưng vì sợ làm sai chủ trương nên làm lén lút chứ không dám công khai. Điều ấy chứng tỏ hợp tác xã bậc cao ngày càng bộc lộ những nhược điểm, mà rõ nhất là khâu quản lý lỏng lẻo, thiếu khoa học, dẫn đến việc làm ăn tắc trách của xã viên. Một nguyên nhân nữa là giữa lao động và hưởng thụ chưa công bằng, khiến người nông dân không còn thiết tha với ruộng đồng. Tôi đề nghị tất cả các cậu phải tập trung trí tuệ, nghiên cứu để giải quyết cho được hai khâu yếu này. Em và anh Thanh đã phân công cho nhau đi khảo sát các hợp tác xã trong huyện và đã thống nhất với nhau về nguyên nhân của sự yếu kém của một số hợp tác xã là do khâu quản lý của cán bộ quá yếu kém. Cả về nghiệp vụ quản lý sản xuất lẫn tư tưởng đạo đức. Nạn kiếm cớ họp hành để tránh ra đồng, tham gia sản xuất và chè chén với nhau nhưng vẫn được hưởng công điểm cao đã gây nên sự bất bình của xã viên. Nhiều nơi bà con nói thẳng ra là thằng còng làm cho thằng ngay ăn. Chuyện người ta truyền khẩu với nhau câu ca dao mỗi người làm việc bằng hai để cho chủ nhiệm mua đài mua xe không phải là không có ở huyện Tam Bình. Em đề nghị, trước khi đổi mới một số các phương thức sản xuất, tỉnh ủy phải cho phép chúng em tổ chức cho xã viên bầu lại đội ngũ cán bộ của các hợp tác xã. Có thế mới tính được chuyện tiếp theo ạ. Thế ý kiến của lãnh đạo xã Đạo Thắng thế nào? Em thấy việc bầu lại đội ngũ quản lý ở hợp tác xã là cần thiết. Nhưng không nên làm tràn lan. Nơi nào cần thì mới bầu lại. Một số nơi chỉ cần chấn chỉnh lại tác phong của lãnh đạo mà thôi. Tránh làm xáo trộn tổ chức và không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Đúng vậy. Tùy từng hợp tác xã mà có cách làm thích hợp. Hơn nữa, số chủ nhiệm và phó chủ nhiệm hiện nay đã được học qua lớp quản lý hợp tác xã. Thay người khác, phải bồi dưỡng về chuyên môn thì họ mới làm được việc. Nhưng có điều này cần phải thống nhất với nhau. Sự sút kém của các hợp tác xã hiện nay có nhiều nguyên nhân. Không chỉ là do đội ngũ cán bộ quản lý, mà còn vì những khiếm khuyết, sơ hở trong cơ chế. Nếu không đổi mới về cơ chế, thì cán bộ giỏi đến mấy cũng sẽ bị trói chân, trói tay, chẳng làm gì được cả. Phải tìm ra những chỗ chưa hợp lý của cơ chế để điều chỉnh. Cơ chế đã được thể chế hóa thành chủ trương, đường lối, chính sách trong văn bản rồi. Làm sao mà sửa đổi, điều chỉnh được ạ? Ai bảo sửa đổi đường lối chính sách? Tớ chỉ yêu cầu chấp hành đường lối chính sách một cách sáng tạo, không nên cứng nhắc và máy móc. Việc Hồng Vân và Đằng Xá chia ruộng cho nông dân để làm xen vụ cũng là một cách sáng tạo. Nếu chịu khó suy nghĩ, có thể sẽ còn nhiều cách hơn nữa. Tớ nghĩ dân không chỉ đang đói thóc gạo, mà còn đói cả sự đổi mới trong sản xuất. Các cậu cứ hỏi dân, thế nào họ cũng chỉ cách cho mà làm. Trước mắt, các cậu cứ mạnh dạn chia đất, sau vụ gặt mùa, cho xã viên làm ngô khoai sen canh nhằm đối phó với cái đói giáp hạt đã. Đây là quyết định của tớ và tớ sẽ chịu trách nhiệm với cấp trên. Vụ sen canh này là việc đột xuất nên sẽ gặp khó khăn về giống má. Phải vận động dân tự chạy tìm cây giống hạt giống. Đồng thời xã, huyện cũng phải tìm nguồn giúp dân về giống má. Thế có ai còn ý kiến gì không? Nếu không thì chúng tớ còn phải ra thăm các cháu đang làm ngoài trận địa phòng không. Chiều còn làm việc với hợp tác xã Gia Đạo. Dạ, báo cáo bí thư xong rồi ạ. Chúng tôi sẽ họp đảng ủy để bàn về chỉ thị của bí thư. Tớ ra chỉ thị khi nào mà bảo chấp hành chỉ thị của tớ? Dạ, mặc dù bí thư không ra chỉ thị, nhưng chúng tôi coi những lời nói vừa rồi giống như chỉ thị ạ. Bậy này. Đây là việc họp bàn tập thể, chứ riêng gì mình tớ đâu. À, tôi hiểu rồi nhá. Cô nàng này bảo chấp hành chỉ thị của tớ, tức là chút hết trách nhiệm lên đầu tớ đây. Nếu bị cấp trên khiển trách đây mà. Khôn thật đấy.
bát này. Được rồi. Mẹ ăn đi. Tao đói quá. Cái con này. Ăn đi. Khiêm, em thèm gì ăn đi. Ngon quá. Ăn đi. Này. Đi đường nào cô Chi? Đi đường này anh ạ. Ừ. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ gà kho bông. Này, tao đối chúng mày nhá. Con biết nhớ anh Phong hơn, nhớ gà hơn. Nhớ gà hơn. Chúng mày quá đáng thật đấy. Anh Phong mà nghe thấy thì còn ra cái gì nữa. Ôi trời ơi. Còn Bích thích cả thì xứng vào từ đấy chứ mà. À, cô nào vừa nhắc đến món cà khoái khẩu của tôi đấy. Chào bác. À, vâng. Chào các em. Cô xin giới thiệu, đây là bác Kim, bí thư tỉnh ủy xuống thăm các em đấy. Còn đây là em Bích, bí thư chi đoàn thôn Gia Đạo, khẩu đội trưởng khẩu đội dân quân đấy ạ. Dạ, cháu chào bác ạ. Sao các cháu ăn cơm muộn thế? Dạ thưa bác, bọn cháu cố làm cho xong lán và ụ súng để kịp cho bên tỉnh đội triển khai lắp súng ạ. Thường ngày các cháu trực chiến là bao nhiêu người? Dạ, báo cáo bác, trực chiến là 2 khẩu đội, số còn lại thì luôn sẵn sàng cho kíp dự bị ạ. Thế tổng số là bao nhiêu? Dạ, tổng số là 22 người, thay phiên nhau hàng ngày là 10 đến 12 người ạ. Ừ. Các cháu ăn uống như thế này dạ. Thì... Dạ, ở nhà cháu cũng vậy ạ. Ở đây còn có thêm món đậu phụ nữa ạ. Cần ạ. Chế độ ăn uống của các em thế nào chị Phấn? Cô phải hỏi ông Noãn ông Lịch, chứ tôi chỉ được phân công nấu cơm cho mấy đứa. Bảo thế nào thì tôi biết thế, đâu dám tự tiện. Đơn vị trực chiến các cháu hàng ngày phải đối mặt với bom đạn, đối mặt với cái chết. Tiêu chuẩn của các cháu là tiêu chuẩn của chiến sĩ. Ăn uống thế này thì làm sao đủ sức chiến đấu và trực chiến được. Em xin lỗi ạ. Vì khẩu đội pháo dân quân này vừa mới thành lập nên cũng chưa có thời gian để mắt đến nhiều ạ. Để hết chiến tranh mới để mắt đến họ. Càng là đơn vị mới càng phải chăm sóc để nó lớn mạnh chứ. Các cháu nó còn trẻ, đang tuổi ăn tuổi ngủ, lại phải suốt ngày lo chiến đấu với máy bay Mỹ. Không chăm sóc cho chúng nó thì còn chăm sóc cho ai? Chúng ta thiếu thốn không sao, nhưng những người đang phải đối mặt với bom đạn như chiến sĩ ngoài mặt trận thì không được phép để họ khổ sở khi chúng ta còn có thể lo thêm được. Em xin nhận khuyết điểm ạ. Ngày hôm nay em sẽ yêu cầu với xã cụ thể việc này ạ. Bác cũng có lỗi với các cháu. Sau đây bác, cô Chi cùng mọi người ngay lập tức sẽ sửa sai. Dạ, không sao đâu bác ạ. Bọn cháu quen khổ rồi, chịu được bác ạ. Các cháu chịu được, nhưng bác không chịu được. Cuộc chiến tranh phá hoại này còn kéo dài. Nếu các cháu không đủ sức thì không trụ nổi đâu. Bác sẽ cố gắng hết sức mình để lo cho các cháu. Bác cũng mong các cháu cùng cả nước gánh vác tốt nhiệm vụ tham gia chiến đấu nhé. Dạ thưa bác, thay mặt chị em trong đại đội nữ dân quân xã Đạo Thắng, cháu xin hứa với bác quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ ạ. Bác cảm ơn các cháu. Thôi các cháu cứ ăn tiếp đi. Nhưng bác nhờ Bích đưa bác với cô Chi ra thăm trận địa một lát rồi về ăn sau. Dạ được bác ạ. Cháu chào bác ạ. Các cháu ăn đi nhá. Cháu chào bác ạ. Không ngờ bác Bí Thư với cô Chi còn xuống lên thăm chúng mình nữa cơ đấy. Sầu sát quá còn gì nữa. Dạ. Này, thôi ăn đi các con, để mẹ còn dọn. Vâng ạ. Thôi ăn đi. Ăn gì bổ nấy nhá. Cái con này. Này, cho mẹ ăn cà bổ nấy. Ngủ đấy giấc chưa? À, buồn ngủ quá anh ạ. Hễ cứ đặt lưng xuống là chẳng còn biết gì nữa. Thế mới biết bộ đội và nhân dân khu 4 vất vả thật đấy. Anh đi đâu mà sớm thế? Đi tập thể dục. Này, ăn sáng xong qua tớ, kể cho tớ nghe kết quả chuyến đi công tác. Nhé. Vâng. Ông đi đâu sớm thế?
tôi xuống xem anh em công nhân sửa chữa cầu Gia Liễn đến đâu rồi. Hôm qua chúng nó đánh sập một lúc hai nhịp cầu. Tàu chở hàng viện trợ cắt rời từng toa, nằm rải rác trên đường sắt chờ cầu. Nếu địch mà phát hiện thì nguy to. À, ông Côn đi khu 4 về khi nào thế? Về tối qua anh ạ. Thế tình hình trôi chảy cả chứ? Làm cái hay lắm. Anh cứ đi làm việc đi, rồi lúc nào tôi sẽ kể cho anh nghe. Tớ lo lắm ông ạ. Tuy đã phân tán ra để tránh thiệt hại, nhưng không loại trừ khả năng máy bay Mỹ đánh vào từng toa giống như gà nhà thóc ấy. Ông xuống đó xem tình hình thế nào. Nếu cần tăng cường lực lượng để chữa cầu thì ông cứ điều thêm người nhé. Con nên gọi điện cho quân khu xin lực lượng công binh tăng cường thêm không? Ông cứ điều động lực lượng tại chỗ cho nhanh đã. Lát nữa tớ sẽ gọi điện cho quân khu. À, Tay Lung trưởng tí giao thông ở dưới ấy hay ở nhà? Hắn bám lấy hiện trường từ khi cầu bị đánh sập đến giờ. Cán bộ thì phải như vậy. Chứ cứ ngồi mà ôm lấy bốn chân bàn chân ghế, chỉ tay ra lệnh thì chả ra cái đếch gì. Tôi xuống đó, nếu thấy khó có thể sửa chữa cầu nhanh được, tôi gọi điện về, thì anh gọi điện lên quân khu, xin lực lượng công binh chi viện ngay nhé. Ông cứ trực tiếp gọi điện cho quân khu, chứ việc gì phải gọi vòng vo cho nó mất thì giờ. Tiếng nói của anh với quân khu có trọng lượng hơn tôi. Thôi được rồi, ông đi đi. Cho tớ gửi lời hỏi thăm anh em nhé. Sáng nay tớ giải quyết xong một số việc, chiều nay tớ sẽ xuống đó. Vâng, tôi đi nhé. Tuần này nó đánh liên tục, thiệt hại cũng đáng kể đấy. Đánh gì cũng không bằng trong khu 4. Hầu như là không giờ nào là không nghe thấy tiếng máy bay và tiếng bom. Người dân trong đó quá chịu đựng và gian khổ. Nghe thấy tắc đường là già trẻ lớn bé lao ra sửa chữa hết. Nhiều khi họ còn dỡ cả nhà ra, san lấp hố bom để cho xe đi qua. Dân mình là thế mà. Đến đổ xương máu ra cứu nước còn chả tiếc. Tiếc gì của cái. À, lát nữa ăn cơm xong ông sang tôi uống cà phê. Tay Đô kiếm ở đâu về được một gói, chưa mở ra xem, chả biết có mốc không. Ừ, cái cậu Đô này, định báo hại anh hay sao mà mang biếu cả cà phê. Anh đau dạ dày, không uống được cà phê đâu. Ừ, ông chả khác gì có Lê nhà tớ, lúc nào cũng kiêng, kiêng, kiêng. Những kinh nghiệm chống chiến tranh phá hoại ở khu 4 rất hay. Cần phải phổ biến tới tận đảng ủy cơ sở không ạ? Có lẽ phải triệu tập một cuộc họp, gồm chủ tịch và bí thư huyện, để nghe ông phổ biến. Sau đó, họ sẽ về phổ biến lại cho xã. Việc khắc phục đường xá cầu cống ở tỉnh ta sau khi bị máy bay Mỹ ném bom tiến hành khá chậm. Có lẽ họ còn thiếu kinh nghiệm. Theo tôi, các huyện có mục tiêu trọng điểm đánh phá của địch thì nên thành lập các đội xung kích ứng cứu nhanh do một đồng chí phó chủ tịch xã phụ trách. Các đội này có nhiệm vụ cứu người bị thương, chữa cháy cùng với các lực lượng khác khắc phục đường xá và cầu cống. Nhiều nơi ở khu 4 họ đã làm rất tốt việc này và có kết quả lắm. Ý kiến của ông rất hay. Chiều Tài Quốc về sẽ giao cho ủy ban lo việc này. Theo tôi thì anh nên giao việc này cho ban phòng không của tỉnh, nó hợp lý hơn. Ừ, thì giao cho bên ủy ban làm việc cụ thể với ban phòng không. Bây giờ tôi muốn bàn với ông một số việc. Trước hết, tôi muốn ông xuống Tam Bình cùng với cô Chi tập trung nghiên cứu chỉ đạo làm sao vực được hợp tác xã Gia Đạo lên, đừng để nó tụt dốc thêm nữa. Hôm vừa rồi, tớ Cu Chi và cậu Thanh có xuống dưới đó thì thấy nguy cơ đói giáp vụ đã đến đít rồi. Nên quyết định, sau khi gặt vụ mùa, sẽ chia ruộng cho xã viên để làm vụ sen canh. Tớ cảm nhận mọi người còn quá nhiều e ngại, nhưng không dám phản đối tớ. Anh quyết định như vậy quá mạo hiểm đối với bản thân anh. Ông cũng lo như thế thật à? Việc làm của Hồng Vân và Đằng Xá là do dân tự phát, chứ còn việc ở Đạo Thắng là do anh chỉ đạo. Nếu mà có xảy ra chuyện gì thì mọi tội lỗi đổ lên đầu anh. Khi tớ quyết định như vậy, đâu phải tớ không nghĩ đến hậu quả.
Nhưng làm người lãnh đạo phải có tính quyết đoán không ạ? Mình làm đúng thì chẳng sợ gì hết. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình mà bỏ qua hàng ngàn người chịu đói thì mới có tội với dân với đảng. Kỷ luật đâu chưa thấy, nhưng lương tâm hành hạ dằn vặt mình trước đã. Tôi biết tính anh rồi. Tôi nói vậy để anh phòng xa thôi. Phần thưởng lớn nhất đối với người lãnh đạo là lòng tin yêu của dân. Nếu tớ có bị kỷ luật vì quyết định giao đất cho dân làm vụ sen canh, thì dân vẫn nghĩ về tớ không giống như bản án kỷ luật, vì tớ đã giúp họ tránh được cái đói. Thôi, tao bàn tiếp công việc nhé. Chỉ ít hôm nữa Đạo Thắng thu hoạch vụ mùa, ông và cô Chi phải trực tiếp xuống đó để xem việc điều hành của hợp tác xã ra sao, còn biết cách mà làm tiếp. Hôm vừa rồi tôi có đề nghị với lãnh đạo Đạo Thắng thử làm thí điểm trong vụ gặt sắp tới, thực hiện hay không xem sao. Đó là không đánh kẻng báo giờ đi làm và giờ nghỉ. Thứ hai, không họp bình điểm hàng đêm. Nhưng mọi người bảo khó thực hiện vì đã thành cái nếp rồi. Vậy ông nghiên cứu có cách nào thực hiện hay không đó không? Họ nói cũng có cái lý của họ. Tiếng kẻng đã thành một thứ hiệu lệnh ăn sâu vào đầu óc xã viên. Nếu không đánh kẻng thì đến giờ đi làm, người đi trước, kẻ đi sau, làm sao mà phân công lao động được. Việc bình điểm hàng đêm cũng vậy. Thế cái anh đội trưởng và thư ký đội sản xuất hưởng công điểm thì ngồi đấy cho chó nhá. Đêm qua tôi nằm nghĩ mãi chuyện này. Thử hỏi, nếu anh đội trưởng tính toán công việc trong ngày, trong tuần, rồi phân cho từng cá nhân hoặc từng nhóm lao động, bàn giao cụ thể thời gian thực hiện, anh nhóm trưởng có trách nhiệm đôn đốc nhóm viên của mình đi làm, thì việc gì phải đánh kẻng? Ai làm được bao nhiêu điểm, ai làm được bao nhiêu việc, thư ký đội ghi vào, rồi đến từng nhà báo cho người ta biết. Thế thì việc gì phải họp bình điểm hàng đêm? Ông thấy việc này thế nào? Suy nghĩ của anh rất hay, nhưng không dễ thực hiện, nhất là thực hiện ngay trong vụ gặt này. Ta phải làm từng bước và đồng bộ. Mà suy nghĩ của anh đã giúp hé lên trong đầu tôi về khoán công việc hàng ngày cho xã viên. Ông nói thử cho tôi nghe xem nào. Đó là giao cho một nhóm xã viên thực hiện một hoặc nhiều khâu lao động trong một thời gian nhất định. Khi giao nhiệm vụ thì anh đội trưởng phải thông báo cho họ biết số điểm mà họ được hưởng, chất lượng công việc cùng thời gian họ phải hoàn thành. Nếu mà đạt yêu cầu ấy thì họ sẽ được thưởng. Còn nếu kéo dài và không đạt chất lượng thì sẽ bị phạt bằng cách trừ điểm. Làm như vậy thì có hai cái lợi. Thứ nhất ấy, là chống được nạn làm ăn dối trá, rong công phóng điểm. Thứ hai là nâng cao trách nhiệm của anh đội trưởng và anh thư ký đội. Hay, hay. Đúng là tớ có một gia cát lượng trong tay. Phải bắt tay thực hiện ngay trong vụ gặt này, xem sao nhé. Nhưng chắc là phải làm từ từ, chứ không thể nóng vội được đâu anh ạ. Đối với Đạo Thắng, lại càng không thể thực hiện được ngay trong vụ gặt này. Tại sao? Gia Đạo là một hợp tác xã yếu kém, trì trệ. Cách làm cũ đã hằn sâu trong nếp nghĩ của từng người. Muốn thực hiện kiểu khoán như tôi về đề xuất thì phải tính toán từng khâu, từng việc cụ thể, chính xác. Mà làm sao cho xã viên và ban quản trị hợp tác xã thấy có lợi trong phương pháp khoán mới này, thông suốt và nhất trí ủng hộ. Nếu vội vàng thì sẽ có những trục trặc, khó làm cho dân tin về phương pháp khoán mới này. Hay là ta đem cách khoán mới này lên làm ở Hồng Vân để rút kinh nghiệm. Hồng Vân xưa nay vẫn là một hợp tác xã làm ăn khá. Xã viên cũng giác ngộ hơn những nơi khác. Lãnh đạo từ huyện đến hợp tác xã đoàn kết và dám nghĩ dám làm. Đấy, cứ nhìn cái cách họ mạnh dạn chia dụng cho xã viên làm cái vụ sen canh vừa rồi thì biết đấy. Nếu đưa cách khoán mới này vào đó thì chẳng khác gì gieo hạt giống tốt vào một mảnh đất màu mỡ. Áp dụng với Hồng Vân thì nói làm cái đếch gì. Tớ muốn
thử xông vào nơi khó khăn nhất xem như thế nào. Thế anh có nghĩ đến hậu quả nếu như thất bại không? Hình như hắn cũng đang đi tìm quán thịt chó hay sao ấy. Hắn dám bỏ tiền ăn thịt chó thì anh biến thành tiên. Đói lắm hắn vào cửa hàng gọi bát mì sợi luộc, không có ôm bụng về nhà ăn bát cơm nguội. Ôi giời, thân lập tội đời. À, ông Thưởng ơi, ông Thưởng ơi, đợi chúng tôi với. Ông Thưởng ơi, ông Thưởng ơi, à đứng lại đã, đứng lại đã. Ờ, có chuyện gì đây? Tôi với ông Ngoãn muốn rủ ông đi ăn thịt chó. Lâu lắm rồi chẳng có mấy thịt chó nào, thèm quá. Thế nhưng mà sáng hôm nay đi vội, không đem theo tiền, đang định nhịn bụng về nhà để ăn cơm nguội đây. Này, chúng tôi mời ông, chứ ai bắt ông bỏ tiền đâu mà ông kêu để tiền ở nhà. Đi không? Ông cứ làm như tôi keo kiệt lắm ấy. Keo kiệt thì không, nhưng mà gì sắt thì có đấy. Đi không? Ừ, hai ông mời thì tôi phải đi chứ. Không đi thì các ông lại bảo tôi khinh các ông. Mừng bỏ mẹ đãi mới. Đi. Hai. Chủ quán. Chủ quán đâu rồi? À, mời ba đồng chí vào quán. Hôm nay nhà em có con gầy tơ ngon khỏi chê luôn. Này, lần trước ông cũng bảo là có con cầy tơ vừa mới mổ, ngon không chê vào đâu được. Thế mà khi ăn thì ra như lợn xề hết lứa đẻ. Này, lần này mà như thế, chúng tôi không trả tiền đâu đấy. Đồng chí nhầm thế nào ấy chứ, nhà em thì làm gì có chó già. Ba đồng chí không biết thì thôi chứ, quán nhà em đây á là gia truyền đến ba đời đấy. Ba đồng chí dùng món gì nhỉ? Cho trước ba bát tiết canh. Dạ vâng ạ. Sau đó là một đĩa luộc, một đĩa nướng và một bát rượu mặn, có gì sẽ tính sau. Đây, mời ba đồng chí. Ờ hay, thế quốc lủi đâu mà lại mang rượu cam mậu dịch thế này? Ba đồng chí thông cảm, cái món rượu lậu là nhà em không có chơi. Ui giời. Đây, món này mới chính thức là gia truyền nhà em đấy. Đây 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 đây. Ai, ai, các đồng chí cứ uống rượu trước đi. Các món khác á, một phút nữa là có ngay. Ăn thịt chó mà uống rượu cam mậu dịch, chán bỏ mẹ. Ê, 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 các đồng chí chờ một lát. Em sẽ mang rượu nếp chính cống của Văn Lãng để các đồng chí cho ông. Sao lúc nãy ông bảo rượu quốc lùi nhão không dám mua? Phải cảnh giác cao độ chứ. Ngày hôm trước ấy, có hai đồng chí chả biết ở đâu ra đến quán em ăn thịt chó và cũng đòi uống rượu quốc lùi. Em đành đưa cái món Văn Lãng này ra, ai dè ăn uống no say, hai đồng chí lại quay ra hoạnh hoẹ em là mua rượu lậu ở đâu. À, em bảo người ta mang đến quán bán thì em mua, chứ cũng biết là người ta bán ở đâu. Thế là các đồng chí ấy liền đổ tội cho em là vừa tiếp tay cho con buôn, lại vừa tiêu thụ hàng quốc cấm, đòi đưa em lên công an huyện. Em phải lạy lục gãy cả cổ ra, hai đồng chí mới tha cho và bỏ đi. Thế là em mất toi 4 bát tiết canh, 1 đĩa thịt luộc và 2 cút rượu Văn Lãng. Các đồng chí thông cảm cho. Từ bấy giờ em sợ gặp phải quân lừa lọc lắm. Thế ông nhìn chúng tôi xem có giống quân lừa lọc không? Ê, không, 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 không. Mặt mũi của ba đồng chí đều phúc hậu, thoáng đãng, tươi như hoa. Làm sao mà lừa lọc được? Ba đồng chí để em rót rượu cho nhé. Để đây tôi rót cho. Ấy không được. Bác thông cảm. Em rót xong ấy là phải cất kín chai này. Khi nào có bác uống hết em lại mang ra, chứ để đây nguy hiểm lắm. Thôi, thế cũng được. Lúc nào hết, tôi vẫy tay ra hiệu, ông nhớ mang ngay ra nhá. Dạ vâng ạ. Nếu có ai vào ấy, các đồng chí cứ giả vờ cầm chai rượu cam rót cho em. Được rồi, được rồi, được rồi. Nào, uống đi. Làm bát thức canh trước nhá.
Nước rượu này giống nước rượu của con mẹ Hoang lắm ông à. Không khéo, lão này cất rượu con mẹ Hoang cũng nên. Đây phải rượu Văn Lã đâu ông ạ. Nó hơi nồng và có mùi khê. Này này này. Dạ. Ủa, đã hết rồi cơ. Không, chúng tôi mới nhấp môi thôi. Còn nhiều, chúng tôi gọi ông đến để hỏi ông xem là có đúng là ông cất rượu ở Văn Lãng hay không. Văn Lãng thật mà. Các đồng chí cứ uống thử xem. Ông đừng có bịp. Ông chẳng lừa được chúng tôi đâu. Có phải rượu này ông cất của cái cô mà người đậm đậm, mắt sắc như con dao cau ở xã Đạo Thắng, có phải không? Em bái phục ba đồng chí. Ba đồng chí quả là thần rượu, chứ không phải là người thường nữa. Chả thể nào qua được mặt các đồng chí. Quả là rượu này em cất của cô Hoang bên xã Gia Đạo. Rượu của cô này chả thua kém gì rượu của bên Văn Lãng cả. Các đồng chí cứ thử xem. Uống vẫn được. Rượu thì kém xa Văn Lãng, nhưng mà có phải vì đôi mắt sắc như con dao cau của cô bán rượu mà ông nhìn gà hóa cuốc? Có đúng như vậy không? Ê, không dám, không dám đâu. Hổ cái nhà em móng vuốt sắc lắm. Em đâu có dám dại. Các bạn đã dùng món nướng chưa? Em mang lên cho nóng. Thì ông cứ mang ra đây. Lúa má gì ông bắt đầu gặt chưa? Độ 10 hôm nữa. Liệu có được vài tấn một hectare không? Xúc đất đổ thêm vào mà cân ý, thì mai ra được. Lão ta là chủ tịch Bình Minh, họp xong đi đâu, sao không cùng về với ông? Vội về để chuẩn bị chiều nay làm việc với bí thư huyện ủy. Thế xã ông có chuyện gì à mà bí thư huyện ủy xuống họp? Ôi giời ơi, các đảng ủy viên thì cấu xé lẫn nhau, còn chủ tịch với bí thư đảng ủy thì chó với mèo. Này, thế ông có chân trong đảng ủy không? Tôi không có chân thì còn ai? Còn ai vào đây? Thôi, ăn đi cho nó ngon. Tiết canh quán này ăn cũng được ấy. Thế ông chưa vào đây bao giờ? Tôi khoái nhất món mì sợi luộc chấm với tương. Còn thịt chó ăn cũng được, mà không ăn cũng chẳng sao. Thế mà chúng tôi không biết, mới mời ông ra đây. Thế tại sao ông không từ chối ngay từ đầu? Thôi, đã nhỡ rồi. Ông uống với chúng tôi vài chén, rồi đi ăn mì sợi chan tương vẫn chưa muộn. Chả sói nhau làm cái gì? Các ông kiếm trác được thì mới bù khú như thế này, chứ còn đố ai dám bỏ tiền túi ra. Có thật là các ông không kiếm trác gì không? Có cái gì mà kiếm trác? Tin hay không ấy, là quyền của các ông. Ông thấy bà bí thư đảng ủy xã của tôi và mấy tay lãnh đạo An Bình phát biểu như thế nào? Ôi dạ, toàn chuyện vớ vẩn. Tôi chẳng dạy gì làm ăn kiểu ấy. Sao thế? Thành công ấy thì người khác hưởng, còn thất bại thì bao nhiêu tội vạ đổ hết lên cái đầu thằng chủ nhiệm này. Cấp trên đẻ ra cái hợp tác xã đã có đủ tay chân rồi, có đủ mặt, đủ mũi rồi, thì cứ việc nuôi cho nó lớn, gắn thêm tay chân mắt mũi giả vào làm cái gì? Để nó biến thành dị nhân à? Hay, hay. Thế sao sáng nay ông không phát biểu ngay trong cuộc họp? Chưa có rượu và thịt chó thì nó không nghĩ ra. Đây, món nướng đây. Theo tôi ấy, khi cấp trên có chủ trương đưa hợp tác xã lên quy mô, đã nghiên cứu đâu vào đó hết rồi. Có khi còn phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia Liên Xô và cả Trung Quốc nữa. Cái thứ dân đen chúng mình mà đòi thay đổi thế này thế nọ thì đúng là điếc không sợ súng. Ông Noãn, ông thấy tôi nói có đúng không? Ngồi uống rượu mới tay thưởng này. Nghe hắn phát biểu, rượu không ngon cũng biến thành ngon. Chí lý, chí lý. Này, thế nhỡ huyện ủy yêu cầu ông phải thay đổi cách làm ăn như người ta phát biểu sáng nay, thì ông nghĩ sao? Ôi giời, chủ trương đường lối đã nhuyễn ở trong đầu. Điều lệ nguyên tắc thì nhét đầy xác cốt. Cứ giờ ra mà hỏi chỗ nào đúng, chỗ nào sai.
Còn nếu cứ ép tôi làm ấy, nếu sai, cấp trên có phê bình, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Không bàn với nhau mà sao suy nghĩ của ông giống chúng tôi đến thế? Nào, xin chú một chén rượu. Này, nhớ lần sau đi họp ở huyện ấy, chúng tôi sẽ mời ông đi chén thịt chó, chứ không để ông phải ăn mì sợi chan tương đâu. Nào mà công. Chị Thương, có chuyện này tôi muốn hỏi chị. Có chuyện gì thế chú? Tôi định qua chỗ chị, nhưng tiện gặp chị ở đây nên tôi hỏi luôn. Có phải hợp tác xã Hồng Vân lấy đất của hợp tác xã chia cho xã viên, phải không chị? Chú nghe ai nói? Chuyện Tây Đình như vậy, làm sao mà bưng bít được con mắt và lỗ tai thiên hạ hả chị? Chú muốn biết thì lên phòng tôi nói cho chú nghe. Vâng ạ. Chú vào đây. Dạ. Chú ngồi xuống đây, tự rót nước mà uống nhá. Dạ. Tôi không có chè ngon như ở bên chú đâu. Bên tôi có cậu Hạ ở Thái Nguyên, thỉnh thoảng về tranh thủ thăm nhà, mua chui mua lùi được mấy lạng. Chứ tôi thì lấy đâu ra. Chú có một nhân viên tận tụy, chuyên đi chạy để mua chè thật ngon cho lãnh đạo, tốt quá rồi còn gì nữa. Bây giờ tôi hỏi chú nhá. Chú nghe đâu ra cái chuyện Hồng Vân lấy đất của hợp tác xã để chia cho xã viên? Tôi cũng chỉ nghe mọi người xì xào như vậy thôi. Thế tại sao chú không đến tận Hồng Vân để xem thực hư thế nào? Chú hỏi tôi làm gì? Tôi thấy chị, anh Côn và ông Kim đã xuống dưới đó rồi, thì tôi còn xuống dưới đó làm gì ạ? Thế chú rình chúng tôi từ khi nào đấy? Tôi có phải là gián điệp mật thám gì đâu mà theo dõi chị. Tôi thấy chị, anh Côn và ông Kim đã xuống dưới hợp tác xã Hồng Vân để kiểm tra tình hình, nên hỏi để biết vậy thôi. Chú đang muốn biết chuyện thì tôi nói để cho chú rõ nhé. Không có chuyện lấy đất của hợp tác xã chia cho xã viên, mà chỉ là cho xã viên mượn đất để làm vụ ngô sen canh. Sau khi thu hoạch ngô xong thì trả lại đất cho hợp tác xã để làm vụ chiêm. Chú nghe rõ chưa nào? Thế việc trả lại ao cho các hộ xã viên để thả cá, đem ra ngoài chợ đen bán thì sao ạ? Hàng trăm cái ao trong vườn của các hộ xã viên, hợp tác xã không quản lý được, bỏ hoang cho bèo mọc. Thấy tiếc của, bà con đề nghị hợp tác xã khoán cho người ta nuôi. Hàng năm, trả các khoản cho hợp tác xã xong, số còn lại, bà con đem bán cho người làng, người nước, chứ chợ đen, chợ đỏ nào. Chú còn thắc mắc gì nữa không? Nếu quả đúng như vậy, thì ông Vân sai to rồi. Thế theo chú, sai ở chỗ nào? Ruộng đất, kể cả ao cá, là quyền sở hữu của tập thể. Hợp tác xã có trách nhiệm quản lý và sản xuất theo kế hoạch của nhà nước. Mọi quyền lợi cũng như nghĩa vụ của xã viên là phải gắn liền với nghĩa vụ và quyền lợi của tập thể. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Làm trái với những điều trên là đồng nghĩa với những việc đi ngược lại với đường lối tập thể hóa của Đảng. Thế thì lần này, lãnh đạo Vĩnh Hòa và xã Hồng Vân chắc là sẽ bị kết tội là đi ngược với đường lối của Đảng rồi. Tôi nói như vậy là hoàn toàn đứng đắn đấy, chứ không đùa đâu. Hồng Vân làm như vậy là sai to rồi đấy. Tôi biết, xưa nay chú có đùa với ai bao giờ đâu. Nhưng tôi xin hỏi, nếu làm như vậy mà người dân giàu hơn, no hơn thì sao? Không có chuyện no hơn, giàu hơn khi người ta làm ăn riêng lẻ. Nếu đúng như vậy, thì Đảng đã không đưa ra chủ trương tập thể hóa để làm gì? Cuộc sống muôn màu muôn vẻ lắm chú ạ. Không phải cái gì cũng giống như trong sách. Con đường tập thể hóa cũng muôn nẻo. Có đoạn thẳng, có đoạn vòng vèo. Chú viết tài liệu bảo nông dân phải đi theo con đường làm ăn tập thể. Nhưng bản thân chú chỉ ngồi trong phòng làm việc và uống chè ngon. Còn nông dân thì dầm mưa dãi nắng, lặn lội kiếm sống. Nên họ biết đường đi như thế nào là ngắn nhất và có lợi nhất. Chú bảo Hồng Vân sai,
tôi lại thấy họ làm rất tốt. Ruộng đất ao chuông vẫn của tập thể, vẫn của đội sản xuất, ban quản trị vẫn tồn tại. Có khác chăng là trước đây chỉ làm có 2 vụ, còn 3-4 tháng bỏ không. Xã viên không có nghề phụ, nên ngồi chơi, không có việc làm. Bây giờ người ta không cho đất nghỉ, trồng ngô sắn sen canh, lại có cái ăn trong lúc giáp hạt. Ao chuông thì sinh lợi, cải thiện bữa ăn cho nông dân. Chú bảo sai là sai ở chỗ nào? Làm cho dân no ấm, lại mang tội và bị quy kết là sai trái à? Tôi không nói như vậy. Mục đích duy nhất của đảng là đưa lại độc lập dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. Đảng làm cho dân ấm no hạnh phúc bằng con đường tập thể hóa, mà hiện tại là đang ở giai đoạn quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội mà đảng đã xác định. Đây là đoạn đường đầy gian nan. Hơn nữa miền Bắc đang có chiến tranh, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa nuôi mình, vừa nuôi bộ đội. Vì thế khó khăn là tất yếu. Nhưng chỉ vì những khó khăn nhất thời mà đi chệch khỏi con đường mà đảng đã lựa chọn thì cực kỳ sai lầm. Cái sai của Hồng Vân và một vài hợp tác xã khác là đang nhăm nhe muốn đi theo con đường phá bỏ lối làm ăn tập thể. Từ việc cho mượn đến trả lại ruộng đất và trâu bò cho nông dân là một ranh giới rất nhỏ. Tôi đã mấy lần đề nghị thường vụ tỉnh ủy họp để xem xét chuyện này và có biện pháp chấn chỉnh, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì anh Kim không chịu triệu tập. Hiện nay có nhiều việc quan trọng hơn cần phải giải quyết gấp, chứ không phải chú Kim né tránh gì đâu. Chú Đình này, chú và tôi đều là thường vụ tỉnh ủy, nhưng về mặt tuổi tác thì tôi coi chú như chú Kim, chú Dần, chú Quốc, chú Côn đều là những người anh em cả. Nhưng hình như giữa chú và chú Kim có cái gì đó chưa thông cảm lẫn nhau. Nói thật, nhiều lúc tôi thương chú Kim không để đâu cho hết. Chạy xuống các huyện, các xã xong, lại băm bổ đến các trận địa, động viên bộ đội, lo toan giải quyết hậu quả của những trận bom phá hủy. Chú ấy lại bị bệnh dạ dày rất nặng, nên nhiều lúc vừa ôm bụng vừa làm việc. Đáng ra chú phải đưa vai ra gánh vác cho chú ấy một phần công việc, thì đây ngược lại, chú lại đang tìm cách bài bác việc làm của chú ấy. Thế là thế nào? Chị hiểu nhầm tôi rồi. Tôi chẳng hề bài bác gì anh Kim cả. Chị biết đấy, tính tôi rất nguyên tắc, thà đói thà chết còn hơn mất phương hướng lập trường. Thôi được rồi, hôm nào chú sắp xếp công việc cùng tôi xuống Hồng Vân, xem ở đó ai mất lập trường nhé.